Tôm rửa sạch sẽ. Sọc hết cả mùi cay lên rồi. Sò đỏ hấp. Mực ống hấp. Cái đồ này hấp chung hai tầng được nha. Mực xào sa tế. Dầu. Dầu. Ít thôi. Tỏi. Mực. Đầy tính chất good. Có gì đây? Coi nè. Và có sò, sò ớt nè. Đó, hấp, thấy không? Ở đây có mực nè, thấy chưa? Đó, mực hấp nè, mực xào sa tế nè. Tôm nướng sa tế nè. Nước nè. Cái này mới chất nè. Thấy chưa? Nè. Ui giời bớt chanh. À, hải sản. Thêm đi chà cái cây to tổ bố nữa. Có gì đã không? Tôm à. Ôi giời ơi, kéo ghế lại. Tôm à, sa tế, biết là sa tế rồi. Thơm. Người bọn mày chấm đi. Đi mua chanh. Sao mà ngọt cay thơm vậy? Cái mắm đuôi. Thở miếng. Một cái. Mùi khói. Cho tôi lắc chảo. Trời ơi. Chẳng biết muốn chờ. Cái mùi tỏi. Chút lên. Tội nghiệp camera của tôi.